có đi lên một hoàn cảnh rất là khó khăn ở trên thôn Đô Lương Bắc Sơn. Gia đình rất là nghèo và vừa rồi là bị chắc là bị chập điện cháy thiêu rụi hoàn toàn tài sản trong gia đình luôn. May mắn là không thiệt hại về người. Và hiện tại là gia đình nhà mình và anh Cường Cá đang tìm nhà, đang lên nhà, đang lên gia đình, hoàn cảnh rất là khó khăn. Và mọi người chia sẻ livestream nhé. Nhà cô Thoa ở thôn Đô Lương ở đâu ạ? Mọi người chia sẻ nhá, chia sẻ cho các nhà hảo tâm cũng như là các mạnh thường quân biết đến cái hoàn cảnh rất là khó khăn này và để cho mọi người tìm đến đây để giúp đỡ cho cô Thoa và gia đình. Gia đình rất là khó khăn, cháy rụi hoàn toàn, tất cả những cái tài sản gì trong nhà là hầu như là đã cháy hết rồi mọi người ạ. Đi quá rồi á? Thế nhà rẽ vào đâu à? Anh ơi quay quay lại đi anh. Cường ơi, giờ mình tao đi. Thôi mày cứ đấy, tao đi đái đã rồi chứ mình gần đéo rồi nè. Vâng. Quay xe đi là vừa nhá. Vâng, ok. Anh ơi cho em hỏi cho bà Thoa mà Đô Lương mà bị cháy. Anh nói mọi người lúc đấy em gọi điện cho. Quá rồi nữa. Vâng. Anh quay lại đây qua chỗ cua nhá. Đủ là mà cái chỗ mà bên ở bên tay tôi anh đi lên ở bên tay trái. Ok. Còn đây là cái chỗ mà múc múc đất nó kiểu ở ngoài đường này múc múc giỏ giỏ đất đấy. Ok. Dạ, em cảm ơn anh. Anh quay lại tầm khoảng 200 mét thôi. Vâng. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mẹ Dâm đang lái xe, xin chào tất cả đại gia đình. Chào tất cả mọi người nhé. Ôi, chị Kiều. À, chị đang lái. Chị đang đi vướng. Mọi người cho một nút chia sẻ dành cho nhà chị Oanh. Nói chung là một cái... Chị gì đâu? Chị Thoa. Chị Thoa. Nói chung là một cái nhà gia đình... gia đình nhà Phú Lê nhận được cái hoàn cảnh của chị là cả gia đình đã nghèo khó rồi, còn bị cháy hết cả tài sản. Đâm ra là hôm nay gia đình đến thăm cũng như kêu gọi ủng hộ. Cháy hết tất cả những gì ở bên trong mọi người ạ. Tài sản cũng như là những cái tài sản bên trong nhà là hầu như cháy hết, nhưng rất may là không thiệt hại về người. Mà gia đình thì cũng thuộc diện nghèo, rất là nghèo ở trong nghèo xã. Nghèo bền vững ở trong xã. Nghèo lắm luôn ấy ở trong xã. Và vừa rồi thì bị cháy hết. A Dâm đi lái xe cùng. Xin chào. Hello anh Tuấn Xuân nhá. Em đang đi từ thiện anh ạ. Đây. Em cũng mới rửa sao bẩn thế nhỉ? Chào tất cả mọi người. Chào Vân Trường. Vâng, Sóc Sơn cũng gần nhà em anh ạ. Bảo là gần nhà, bảo là cùng Sóc Sơn nhưng mà cũng không gần đâu. Cách khoảng 20 cây ấy. Xa phết đấy. Chào bạn Lê Thị Diễm Phúc nhá. Dẫn đường. Đây đang đi vào trong nhà đây mọi người ạ. Là anh Cường Cá A Dâm. Anh Cường Cá nói gì với tất cả mọi người đi nhỉ? Vâng. Xin chào tất cả mọi người ngày hôm nay. Chúng tôi đang đi mặc dù chúng tôi nói thật là chúng tôi cũng chả giàu đâu. Nhưng mà chúng tôi lại rất chịu khó để đi chia sẻ những cái mảnh đời khó khăn. Đây. Đâu? Đâu nhà bị cháy đâu. Xin chào bạn. Nhà đây kia kìa. Em dắt chị anh chị vào nào. Để cho tôi còn đang ốm dở. Hello mọi người nhá, chào Thúy Moon. Chào bạn Đạt Khởi. Đây, ui dồi ôi, đây á. Đây, cháy trụi hết rồi. Khổ. Đây là đang dọn nhà đây đúng không ạ? Ở dưới này thì chắc là nhà dưới này rất bỏ. Đây. Không, cũng không cần mũ luôn. Thời tiết này. Đây, đoàn nhà tôi đang đi đây mọi người ạ. Mọi người chia sẻ live stream đi nào. Chia sẻ live stream để mà cho nhiều người biết đến hoàn cảnh rất là khó khăn mọi người ạ. Vào gần đến nơi giỏi. Đây. Đây ạ. Ôi trời. Bác. Chào bác ạ. Chào bác và chào chị. Chào mọi người. Đây. Chào bác. Ai đây? Cụ Thóc đây rồi. Chào bác. Ờ, chào.
Đây. Nhà mình là nhà cửa cháy, hoàn cảnh là khó khăn. Bọn em cú thóc. Em cháu uống nước. Mấy nghe cũng thăm non gia đình tí. Rồi. À. Anh xuống ở đây. Yến vừa điện bảo là anh đang lạc đường. Ơ, cô ạ. Bác ạ. Đây là cô. Qua đi quay đi bảo cảnh gia đình đây mọi người này. Cháy trụi hết rồi, còn cái gì đâu. Đây là phải ở tạm một cái bếp này. Báo cáo với tôi là Dũng, bí thư chi bộ thôn này. Và kia là đây là Phó thị. Ở tạm đây mọi người này. Ở tạm. Rất là khó khăn. Ủy viên là phó thôn. Cháy hết rồi. Đấy là ba anh em là cấp ủy ban thôn là cũng vừa vào đây để kiểm thăm anh em nhà cháu ở đây, nhà em ở đây. Đấy thì còn đây là em là chủ nhà. Còn đây là em nó chồng kia. Chồng đâu rồi? Đây, đây. Đấy, chồng đây thì con là nó cũng đưa. Đây, vợ đây. Đấy, thì còn đứa cháu, thứ hai thì đang đổi đi làm sách vở thì con là bị hôm qua là hôm nọ cháy rồi, cháy hết cả xe sách vở. Thùng nhựa xe mít là hỏng hết cháy hết rồi. Và đấy bây giờ đang đi làm lại. Và đấy báo cáo với em thế. Và đây là em tên là Phú. Ừ. Cái kia là vợ em. Và còn đây là em cá là A Dâm nữ thanh bố đời chắc mọi người biết rồi. Đây cú thóc. Cú thóc thì anh xem rồi, xem rất nhiều về cú thóc rồi. Vậy thì nghe tin là gia đình em bị cháy hỏa hoạn như thế, thì bọn em cũng lên đây qua trước tiên là thăm nom gia đình. Mấy anh em ngồi xuống mà nói chuyện. Qua hỏi thăm gia đình và động viên cộng đồng một nhà mạng bên em thì mạnh thì muốn là qua đây là cũng kêu gọi các mạnh thường quân là có cái tình thương như Bác Hồ vẫn thường nói bầu ơi thương lấy bí cùng thì những lúc khổ lại cần mỗi người chung tay một tí. Bọn em thì cũng phải giàu có gì nhưng mà nhờ cái sức ảnh hưởng cộng đồng mạng mình lớn thì người ta gửi cho bao thuốc lá mà gọi là thì 10.000 20.000 mỗi người cho một tí, mỗi người góp một tí thành sẽ lớn, nhưng quan trọng nhất là cái tình cảm dành cho anh chị đây cũng như là các cháu đây để có cái nghị lực trong cuộc sống. Bọn em cũng từ giá ra thôi rồi, người ta bảo một lén tình công bằng một đồng tiền thưởng. Thôi chăm sự nhờ các anh các bác ở đây trước tiên là quan tâm trước, sau đó thì các em ở xa xôi đến thì cũng có cái gọi là chung tay cùng với các bác. Anh rất cảm ơn các chú, cô chú với các em. Thì thực sự là thôi dân bọn anh đây thì nó cũng hoàn cảnh mà đây là cũng được nhờ được cái các mạnh thường quân mạnh thường quân coi là đến coi là giúp đỡ gia đình em nó. Cho nên là gia đình em nó thì coi là bảy khẩu ăn mẹ ăn nuôi mẹ già. Đấy thì con là mẹ bây giờ không có chỗ ở thì bây giờ phải lên chỗ nhà chị gái. Nên là còn con là các cháu bây giờ là sách vở cháy hết rồi. Quần áo cháy hết rồi thì bây giờ là quần áo toàn con là gạo thóc thì con là toàn phụ nữ quyên góp để về con lấy gạo thóc ăn. Quần áo thì cũng thế, phụ nữ là cũng hỗ trợ. Giường chiếu thì cũng cháy hết. Đấy thì bây giờ đúng là chỉ còn con người không. Hôm ra mà chúng tôi chữa cháy mà đến mỗi người chú cần bảo tôi cái này mà tôi cần bật khóc. Chứ bảo may quá vẫn còn cái áo mặc. Mà chú đang cởi trần. Mà đúng là còn cái áo mặc thật. Nhìn đúng là tôi cũng nghe hoàn cảnh. Thế bây giờ là nhà cửa bây giờ cháy thì là cũng là ăn nghỉ ở đâu? Thì bây giờ là anh đang ở xuống dưới nhà dưới này cái bếp này. Mấy thì coi là bây giờ các em đang dọn cái nhà bếp ở đây. Đấy thì cũng dãy cùng với dãy cùng châu. Đấy bây giờ thì coi là cũng chả kiếm được cái gì cả. Hôm đấy cháy thì cũng ai nhà không có ai nhà. Đấy thì coi là chồng thì đơ đơ thì coi là cũng chả kêu ai cả được. Thế cuối cùng nó cũng phát hiện ra thì cháy hết rồi. Đấy, chị đâu rồi? Chị vợ đâu rồi? Đấy, chị ra đây ngồi chị. Ngồi đây em. Chị tên là anh à? Thoa. Chị tên Thoa đúng không? Vâng. Thì bọn em ở dưới Hà Nội lên. Thì qua đây thì cũng có các bác ở đây là thôn xóm ở đây là quan tâm trước mắt rồi. Bọn em đến thì thấy là các bác cũng chung tay như thế này bọn em cũng rất là mừng. Thì qua cộng đồng mạng đây thì qua cái sự việc xảy ra không ai muốn cả. Cháy là được mấy hôm rồi chị? Chị có mong muốn gì thì ba hôm nói để cộng đồng chia sẻ mạng nhà em mạnh họ sẽ chia sẻ giúp chị. Vâng. Hôm ấy là cũng không có ở nhà nên là không biết là họ về mỗi người họ đến họ ở trên đường thì họ dừng dây điện với rằng họ kéo cho là cái tủ máy chúng ta đi còn thật sự là cũng không muốn xảy ra như thế. Em chạy lên nói thì cũng là anh bọn anh đến đây họ thân gia đình và gia đình
Trước mắt thì gia đình em đến, đầu tiên thì chúng em và chị Ba tôi lên thì bằng cái tình cảm gia đình thôi, thì có một chút quà dành cho chị và gia đình. Qua đây thì xin tất cả mọi người, gia đình chị Thoa đây rất là khổ, và các bác làm ở xã thôn đây cũng đến quan tâm. Thì thực ra cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nếu có cái mái nhà thì ở nuôi cả bố mẹ các cháu ăn học, nhưng hiện tại thì bị cháy rồi. Thế mọi người hãy dành cho gia đình cho chị Thoa một lúc chia sẻ, để kêu gọi những cộng đồng mạng, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm. Có nhiều người còn chưa biết đến gia đình hoàn cảnh của chị thì hãy cố gắng đến tận nơi địa chỉ của chị, thăm gia đình chị cũng như là ủng hộ cho chị. Mọi người nhá, mọi người hãy cho gia đình chị Thoa một lúc chia sẻ. Đúng rồi. Qua là ở đây là thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Sóc Sơn, Hà Nội. Thì chúng ta là lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thì gia đình nhà chị cũng đang rất khó khăn, đang rất cần sự giúp đỡ. Có thể là các bạn hàng ngày là nhận được rất là nhiều lời kêu gọi là sẽ đi quyên góp tiền, rồi quyên góp vật chất, rồi quần áo mặc để đi quyên góp các nơi. Nhưng mà các bạn chắc chắn là các bạn sẽ không biết được rằng là các bạn có cái số tiền mà hay là các cái đồ vật của các bạn có đến tận tay với cả cái người mà các bạn muốn giúp không. Thì đây là chị Thoa đây, các bạn có thể, nhà chị có thẻ ATM không ạ? Không ạ. Không có. Thế ví dụ như chị có thẻ thì em còn đọc số mã thẻ chị lên đây, người ta có thể là người ta bỏ bao thuốc, người bỏ bát 4-5 tháng người ta sẽ ủng hộ cho chị. Nói chung là nhà là như thế, nhưng mà chị không có thì thôi, thì chúng em sẽ xin cái địa chỉ của chị trong ghim lên để cho những mạnh thường quân. Chúng em thì là cũng từ cái lúc chia sẻ đấy, thì những dân làng xung quanh cho người ta báo. Báo thì là bọn em cũng qua. Rồi là nhà trường cũng bảo là có bác Tung, nhưng bảo là không có, bảo thế còn chứng minh thư chúng không để đi làm. Cháy hết à? 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 Thế chị nhá, nói chung là còn rất nhiều người tốt, người giàu có hơn bọn em nhiều, và họ cũng chưa biết cái hoàn cảnh của chị. Thì qua đây bọn em sẽ chia sẻ cũng như là kêu gọi cộng đồng mạng sẽ giúp đỡ và để ý đến chị nhiều hơn. Đấy thì trước tiên bọn em qua đây để có lời chúc sức khỏe chị, và mong là cô gia đình cứ cố gắng. Có các bác đây, các bác cứ quan tâm trực tiếp đây. Đấy thì bọn em thì là của ít lòng nhiều. Nhà nào mà con chó nhà đấy, chủ yếu cứ dùng cái sức mạnh của mình, và mọi người cũng mạng đặt niềm tin ý mình, quý mình. Thế đâm ra là đông khu vực này là gia đình nhà cháu lên đây hơi nhiều rồi đấy. Khu này lắm, nhà nghèo hết. Lên lời đến hãy cho gia đình và ban dân nhập tiền đúng rồi. Ở đây là được qua Yến giới thiệu lên đây hơi nhiều. Thực ra nói thì làm gần đây là cũng nhờ con gái của cô đây đấy, là con gái là của cô đây là cũng báo cho mới biết Yến đấy, và các em cũng đi từ thiện cùng bọn em suốt ngày đấy. Thì Yến Khoa Khóa Yên thì thôi mọi cái là chị yên tâm nhá. Chào bác ạ, chào cô. Vâng. Chào các bác nhá. Vâng. Chào các bác, chào cô. Cháu cũng thắng nhá. Vâng ạ. Đấy mọi người hãy cho nút chia sẻ mọi người nhá. Mọi người chia sẻ, ấn cho một nút chia sẻ đi ạ mọi người. Cho các trường hợp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân biết đến cái hoàn cảnh của nhà cô Thoa này. Đấy vừa quay cho mọi người xem rất là khó khăn. Cháy sụp hết rồi. Và bây giờ là phải ở nhờ bếp liền với chủ trâu. Cực kỳ là khó khăn luôn. Chói quá. Chả nhìn thấy chó thì chả để đi. Đây em che đây rồi. Chị có tắt chứ hay là thế nào? Bắt đầu chào mọi người nhé. Mọi người nhớ là phải chia sẻ nhé mọi người nhé. Bùm.